心中生死无际，命运百般如戏。梦境里谁人影，斜阳落空守回忆，相思何处忘记。斩不断爱情厮杀，如果失去他何必独霸天下。往事如烟，到现在还有什么放不下的吗？借今日生辰之际，还望陛下还山童一个交杯酒，也不枉山童此生对陛下的一片痴情。Sai thì sai khi năm xưa người đã cứu ta. Lệ Hoa,
下去吧，累松的。你要皱眉，你来高眉着。你那天从北宫，hôm đó người quay về từ Bắc cung, 就是这副消沉，chính là bộ dạng sầu não này.Nếu người không muốn nói, thiếp sẽ không hỏi. Lê Hoa. Lê Hoa. Nàng có rời xa ta không? Văn Thúc ca ca. Người nói gì mà ngốc vậy? Lê Hoa. Ta là hoàng đế. Ở trên vạn người, ta không thể có tính cách của chính mình.Với bất cứ người nào ta cũng khoan dung. Nhưng duy chỉ có nàng, âm cơ lệ qua của ta, với nàng ta có thể tự nhiên. Ta muốn ích kỷ một lần. Lệ Hoa, ta muốn chết trước nàng.Ta không chịu được nữa rồi. Ta không chịu được việc mọi người cứ rời xa ta từng người một. Đại ca, nhị tỷ, còn cả công tôn nữa. Nhưng bọn họ lại đi hết từng người một.Lệ Hoa, ta sợ. Ta sợ nàng cũng rời xa ta trước. Ta không muốn một mình ở trên ngai vàng cao vút đó. Giang Thúc ca ca, người nói gì mà ngốc vậy?Thiếp sẽ không rời xa người đâu. Sinh đồng khâm, tử đồng huyệt. Phụ hoàng, nhi thần thỉnh từ ngôi vị thái tử. Thái tử, con có biết mình đang nói gì không? Phụ hoàng, trong lòng hài nhi rất rõ. Tứ đệ có phong thái nhân giả, có thế mạnh học tập. Thiên ứng hoàng thiên, hạ mẫn vạn dân. Tài cán suy nghĩ nhi thần đều không thể bằng. Nhất định là có thể mở ra thanh bình thịnh thế. Thái tử xin từ. Việc này thế nào mới ổn đây? Đúng vậy. Năm đó, Lưu Tú ban bố chiếu thư chiêu cáo thiên hạ, lập lại Lưu Dương làm thái tử, đổi tên là Lưu Trang.
Bệ hạ, hoàng hậu, tối qua tin tức từ Bắc Cung truyền về quá quý nhân bị bệnh nằm liệt giường. Đi, truyền thái y tốt nhất đến chữa trị. Bẩm bệ hạ, quý nhân đóng cửa không chịu ra, không cho bất kỳ ai vào ạ. Để thiếp đi thăm cô ấy. Có lẽ là cô ấy sẽ đồng ý cho thái y tới xem bệnh. Ta lo lắng cô ấy không chịu gặp nàng. Cô ấy cũng không thể không gặp con gái của mình được. Người yên tâm, thiếp chỉ đến thăm cô ấy thôi. Dù gì cô ấy cũng thật lòng với người. Các ngươi đứng đây đợi đi. Dân. Mẫu hậu, đây là mùi gì vậy? Là mùi thuốc đó. Bái kiến hoàng hậu nương nương. Người lùi xuống trước đi. Dân. Lễ Lưu, mau qua gặp mẹ con đi. Mẫu hậu, con mau lên, đi đi nào. Lễ Lưu, con gái của ta, mẫu hậu, con sợ. Đừng sợ. Ta suýt chút nữa quên mất. Bây giờ mẫu hậu của con là âm hoàng hậu âm lệ hoa. Dân phụ bái kiến âm hoàng hậu. Muội muội, sao muội phải khổ như vậy? Cô gọi ta là muội muội. Nhưng trước giờ ta chưa từng xem cô là tỷ tỷ. Ta luôn coi cô là kẻ thù cướp phu quân của ta. Luôn muốn cô chết sớm một chút. Hỏa thiêu âm gia, hành thích Lưu Dương, hại chết Lưu Hạnh. Thậm chí ta còn nghĩ sẽ chính tay giết Lưu Văn Thúc bội bạc đó, sau đó cùng chàng hóa thành tro bụi. Chỉ cần quá sang động ta không có được, cô cũng đừng mơ có được. Cô vẫn gọi ta là muội muội ư? Chúng ta đã đầu hai thứ tóc, bệnh tật đầy người rồi. Lẽ nào muội còn không buông bỏ được ư? Không buông bỏ được thì sao chứ? Có trách thì chỉ trách ta đã yêu nhầm Lưu Văn Thúc.
Nếu như lúc đầu chàng không tiếc thân cứu mạng, sao ta có thể vừa gặp chàng đã siêu lòng chứ? Nếu như lúc đầu chàng không lâm nạn ở Hà Bắc, sao có thể liên hôn với Quá Gia? Nếu ta biết có Âm Lệ Hoa cô, ta sao còn làm phiền đến hai người đau khổ tột cùng? Chuyện đã qua thì cũng đã qua rồi, nếu đã không thể cứu vãn, muội còn khổ tâm vướng mắc làm gì nữa? Là ta đã khiến cô từ vợ gián thành thiếp, lẽ nào cô thật sự không hận ta sao? Trước giờ ta chưa từng hận muội. Nếu không phải là tạo hóa trêu ngươi, sao muội lại phải nếm trải cuộc sống ghen ghét hối hận này chứ? Đều là một mối tình si thân bất do kỷ. Ta tin tình cảm muội dành cho bệ hạ không kém ta. Không ngờ, không ngờ người đến thăm trước giường bệnh của ta lại là Âm Lệ Hoa cô. Hoàng hậu nếu không tính toán hiềm khích trước kia, đem lễ lưu ra ngoài, sang đồng muôn phần cảm tạ, dắt lễ lưu về đi, đừng để con gái thấy dung mạo không thể chịu nổi này của ta. Thái y lệnh ở ngay ngoài đây. Muội muội cố gắng điều dưỡng thân thể, đợi muội khỏe một chút, ta sẽ dẫn lễ lưu đến thăm muội. Bệ hạ, sao vậy? Ngô Hán bệnh nặng, e là sắp không xong rồi. Đây là do lúc khanh ấy ở trên giường bệnh để lại cho trẫm. Lúc này còn không quên nhắc nhở trẫm cẩn thận đại xá thiên hạ.
cẩn thận đại xá thiên hạ. Lời của Ngô Hán cũng gần giống như ý nghĩ đầu của thiếp. Lê Hoa, ta biết vì việc của Phụng Nhi, nàng đối với Ngô Hán vẫn canh cánh trong lòng, nhưng khanh ấy cả đời vẫn luôn đi theo bên trẫm. Nam chinh bắc chiến cũng đã lập nhiều chiến công hiển hách. Đúng, không thể là không nói đến công lao yểm trợ của Ngô Hán. Không có huynh ấy, thiên hạ khó định. Bệ hạ, sinh lão bệnh tử là do lẽ trời, sự sống đến không thể khước từ, đi không thể ngăn cản. Bệ hạ đừng quá đau lòng. Nàng lại nghĩ gì vậy? Nghĩ đến lời của Tử Lăng, cái đầu lâu ở Điền Trang đó. Sống để gánh vác, chết để an nhàn. Bệ hạ, đoạn đường này nếu không phải có người bên cạnh, cuộc sống đối với thần thiếp thật mệt mỏi. Trẫm cũng đã nếm trải rồi mà. Có nàng bầu bạn là điều hạnh phúc nhất đời này của trẫm. Bệ hạ, Hân Nhi đâu? Hân Nhi ở đây. Truyền âm Hân. Hân Nhi. Bệ hạ, Hân Nhi từ khi đại ca khởi nghĩa ở Thung Lăng, trẫm vất vả chinh chiến hơn 30 năm. Đến nay, mặc dù có Cường Nhi phụ chính, thế nhưng Dương Nhi vẫn chưa thể tự lập. Trẫm phải ủy thác gửi gắm cho khanh. Bệ hạ, bệ hạ, phụ hoàng, phụ hoàng. Được rồi, bệ hạ sẽ không sao đâu. Các người lui xuống trước đi. Bệ hạ, thần không thể nhận được. Bệ hạ dưỡng bệnh cho tốt, nhất định sẽ khỏe lại. Bệ hạ, yên tâm, thần thiếp ở đây, thần thiếp ở bên cạnh người, ở cùng người. Người sẽ không sao. Người không được từ bỏ.
昭告天下，我是红颜，也是江山。陛下，你等着上。梨花，梨花，我的梨花của ta。梨花，你现在觉得怎么样？Bây giờ người thấy thế nào rồi？ 我好像是做了一个。Dường như ta đã nằm mơ một giấc mơ rất dài。好长的梦。梦见什么了？Mơ thấy gì vậy？ 我梦见大哥。Ta mơ thấy đại ca。Còn có Lưu Thánh Công và cả rất nhiều người khác, rất nhiều chuyện xảy ra. Người xuất hiện nhiều nhất trong mơ chính là nàng. Cả đoạn đường từ Thung Lăng đến Khuôn Dương, rồi đến Hà Bắc. Trùng hợp vậy?Thế cũng mơ thấy một giấc mơ giống thế. Đời này của ta có phúc gì mà luôn có nàng ở bên. Trong giấc mơ còn có thứ này nữa. Trong giấc mơ ta đã nghĩ người mà ta có lỗi nhất đời này chính là nàng. Ta không thể cứ đi như thế được, cứ nghĩ mãi rồi tỉnh dậy luôn. Nói mấy lời lung tung gì vậy? Gả cho ai thì phải theo người đó, lấy chồng thì phải lấy Lưu Văn Thúc, lấy chồng thì phải lấy Lưu Văn Thúc, cưới vợ thì phải cưới Âm Lệ Hoa.
Lệ Hoa, tôi trong mơ, ở trong giấc mơ, tôi hiểu, ta đã nghĩ thông suốt cả rồi. Tuy rằng Dương Nhi đã trưởng thành, thiên hạ cũng an bình rồi, nhưng ta không thể ích kỷ vậy được. Ta không thể đi trước như vậy. Ta không đành lòng bỏ lại một mình nàng cô độc đối diện với tất cả mọi thứ còn lại. Vì nàng, ta nhất định phải khỏe lại. Thói đời bây giờ không tốt, làm ăn cũng khó, ai mà chẳng biết chứ. Quá đại gia, mời ngài vào, mời vào. Nghĩ gì tìm cho ta một chỗ, dần dần không thành vấn đề. Nào, chúng ta lên lầu 2 ngồi đi. Từ từ thôi gã. Nào, đến huynh rồi. Để nghĩ đã, nếm thử món này đi. Nghĩ gì chứ? Rất dễ đi mà. Mỹ nhân, uống với gia một ly đi. Nào, uống đi. Dạ, ngài đừng như vậy. Sao hả? Không muốn uống rượu cùng gia à? Cô đừng quên, năm đó là gia đã giết cô. Không đúng, hổ phách, ngươi là ma. Nghĩa phụ, cuối cùng thì chúng ta đã báo thù được cho hổ phách cô rồi. Dương Nhi, làm sao vậy? Có phải là không khỏe ở chỗ nào không? Không, không có ạ. Thế sao sắc mặt lại khó coi vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Đại ca, Hưng Nhi bị bệnh nặng như thế này, sao huynh không nói gì vậy? Nó không cho ta nói. Bệ hạ vừa mới vượt qua trọng bệnh, nó sợ bọn muội sẽ lo lắng. Mau gọi thái y đến bắt mạch cho Hưng Nhi đi. Điều do muội quá sơ suất. Hưng Nhi gần đây nói là muốn xin nghỉ phép để được về nhà, muội còn tưởng là đệ ấy có việc cần làm. Trình thái y đã xem qua rồi. Bệnh của đệ ấy là do trúng độc đã lâu, không thể chữa khỏi. Thêm với việc tâm trạng của đệ ấy cứ tích tụ lâu ngày, giữ lại trong lòng có châm cứu cũng không thể loại bỏ hết được. Trúng độc? Đệ ấy trúng độc gì? Sao lại phải có thể trúng độc chứ? Vào cái lần mà bệ hạ cứu tế thiên tài Hưng Nhi đã trúng độc rồi. Ngay cả thần mà đệ ấy cũng còn giấu, thái y lệnh cũng đã dốc hết sức lực rồi, không có gì có thể xoay chuyển được tình thế. Sao có thể vậy chứ? Đệ ấy trước giờ chưa từng nói với trẫm. Hưng Nhi, trẫm có lỗi với khanh. Quân Lăng, đệ phải mau chóng khỏe lại.
không thể bỏ rơi tỷ tỷ được, để biết không? Tỷ tỷ, đại ca, mọi người đừng buồn nữa. Đệ sắp đi gặp mẫu thân và hậu phách rồi. Còn có một việc, sau khi đệ chết, hãy để đệ với hậu phách được chôn cất chung với nhau. Hưng, Hưng Nhi, đóa hoa trong vườn xanh xanh, sương mai nắng lại đợi ánh mặt trời hiếm hoi. Mùa xuân rải ân huệ khắp nơi, vạn vật phát ra ánh sáng rực rỡ. Luôn sợ tiết trời thu đến, quần sáng vàng rực rỡ mang lá thu rơi đi. Trăm sông từ phía đông đổ về biển. Là ai đang đọc vậy? Khi nào lại quay về phía tây? Là Dương Nhi đang dạy bọn trẻ đọc thơ. Con của chúng ta cũng có con của chúng nó rồi. Quả nhiên là khi về già không hối tiếc. Thoát một cái chúng ta đều đã già cả rồi. Đâu có là trẫm già thôi. Lệ hoa của trẫm mới không già. Mấy ngày trước thiếp có nằm mơ. Nàng mơ thấy gì? Thiếp mơ thấy Bá Thăng đại ca, Công Tôn, Lý Thông, Ngô Hán bọn họ, còn có cả Hưng Nhi và Phụng Nhi. Mọi người đều đi rồi. Thiếp còn nằm mơ thấy cha mẹ. Cha thiếp vẫn giữ dáng vẻ như năm đó. Ông ấy gọi thiếp cùng với Hưng Nhi và mẹ lên xe ngựa. Thiếp nói với ông ấy, thiên hạ đã không còn loạn nữa rồi. Chúng ta sẽ không bao giờ phải tách rời nữa. Đúng thế, nàng nói không sai. Các con đều đã khôn lớn thành người hết rồi. Thiên hạ này cuối cùng cũng đã có được sự thái bình. Lệ Hoa, trẫm từ trước đến nay vẫn luôn có một nguyện vọng, bây giờ muốn đi thực hiện nó. Bệ hạ, không phải là người vẫn còn muốn lên ngựa ra trận chinh chiến đây chứ? Nàng đang nói đi đâu vậy? Ở đâu có trận mà có thể đánh chứ? Trẫm đang nghĩ rằng muốn tìm một ngày để đi Thái Sơn. Trẫm muốn đến đó nói với các huynh đệ. Trẫm không phụ lòng bọn họ. Triều đại kiến vũ ta, bách tính nay đã an cư lạc nghiệp, thiên hạ cuối cùng cũng thái bình. Nguyện vọng của chúng ta năm đó đã thành hiện thực rồi. Thiếp đi cùng người.
建武三十一，建武năm 31, Kiến Vũ Đế dẫn theo Hoàng hậu Âm Đại Qua cùng với Thái tử và quần thần lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất. Năm 57 công nguyên, Kiến Vũ Đế Lưu Tú bị bệnh băng hà. Thái tử Lưu Trang lên kế vị, gọi là Hán Minh Đế. Cũng cùng năm đó Đặng Vũ bị bệnh qua đời. Năm thứ 7 Vĩnh Bình, Quan Liệt Hoàng hậu Âm Lệ Qua bị bệnh qua đời, cùng được an táng tại Nguyên Lăng. Trăng